xin sì hãy nghe tôi nói đã cái sang à xin sì hãy nghe tôi nói đã khoan đã chúng ta nói chuyện chút đi nhanh lên à, uh. gì vậy hả à, cái người này đúng là bây giờ cô đang làm gì vậy hả à, có chuyện gì với hai người vậy hả sông, 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 sông. À, à. À, à. À, gì vậy? Có ai không? Alo! Chú ơi! Cứu chúng tôi với! Cứu chúng tôi với chú ơi! Chú ơi! À, cô Ly không đô! Cô Ly không đô! Cô hãy mau tỉnh lại đi! À, cô Ly không đô! Thầy Sang à, bây giờ cậu mau qua điện thoại cho đội trưởng bông đi! Rồi tôi ấy liên lạc với phòng máy nhanh lên, nhanh lên đi. Tôi ly không đâu. Ơi, thiệt tình à, bây giờ tôi đang à, 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 à. Trời, cái bà già đi, ngón chân của tôi muốn gãy ừ. luôn rồi nè. Sao, sao bà lại mang dạy kiểu này vậy? Tại Hả? sao mẹ lại ở đây chứ? Cậu này thiệt tình, làm ơn nhỏ tiếng chút coi, không lẽ cậu uống nhầm thuốc nổ hay à, sao? À, nhưng chứ. mà đạp chân của người ta rồi còn nói. À, à. À, à. Đi đâu mất rồi à, à. Ừ, trời, Thiệt tình Cô mau tỉnh lại đi mà Cô Ly Hồng Đô Không được rồi Khai sang cậu nhanh chóng ngồi xe cấp cứu đi Nó có người ngất xỉu ở đây Còn đứng đó làm gì nữa Nhanh lên đi Cô Ly Hồng Đô Cậu ấy thật sự là ưu quân sao Bây giờ cậu ấy ngất xỉu Cô Ly Hồng Đô Cũng bởi vì tai nạn năm đó sao Hả Hồng Đô à không Đô <laughs> không đâu không Đô à em sao vậy không đâu ai là người đã khiến cho bộ dạng của vợ tôi trở thành như vậy hả ai hả tổ trưởng ô hay là chủ nhiệm cung? cô ly hồng đô chính là vợ của trưởng phòng im hả bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện như vậy đâu nhanh chóng đưa cô hồng đô tới bệnh viện liền đi ờ à, đúng rồi đúng rồi hồng đô hồng đô à hồng đô à không sao đâu trời, trời, trời. hồng đô à tỉnh lại đi chuyện gì vậy à, hồng Tổng đô hả? à không sao đâu, có người bị tấn lại đi, không, không đâu, chính là cô ấy, là cô ấy, ôi trời, ôi trời, sao, sao mà có nó nữa? Ủa. Nó cũng làm việc ở đây hay sao chứ? Ôi trời ơi, sao mọi chuyện phức tạp tới như vậy chứ? Rốt cuộc là nó hay là cô kia? Trời. Chắc mình không thể sống nổi với tụi nó quá. À cậu nghĩ vợ của trưởng phòng sẽ ổn chứ hình như cô ấy sợ không gian kính trưởng phòng đưa cổ tới bệnh viện rồi chắc là không sao đâu nhưng mà không phải hồi nãy cô ấy đã nói có chuyện muốn nói với cậu hay sao thì là mấy chuyện tiền bạc thôi trưởng phòng y muốn tạm ứng trước nhưng mà tôi không đồng ý chuyện đó bởi vậy hôm nay ly không đô mới chạy tới đây tìm tôi năn nỉ này nọ đúng là trời sinh một cặp mà con cái của họ còn nhỏ quá trời có khi nào nhà họ có chuyện gì hay không đừng quan tâm tới cô ta làm gì nữa người phụ nữ tham lam đó đã nghi ngờ mối quan hệ của cậu với trưởng phòng im đừng gây thêm rắc đối khiến cổ tới tìm cậu nữa cậu không biết được cô ấy sẽ làm tới chuyện gì đâu có hiểu lầm thì phải giải quyết chứ nếu tại tôi mà gia đình của họ xảy ra mâu thuẫn thì làm sao không đâu à. em tỉnh lại rồi hả sao em lại ngất xỉu ở trong đó vậy em khiến cho người trưởng phòng như anh không còn mặt mũi nào hết à, hồi nãy tự nhiên em không thể thở nổi cứ tưởng em đã chết rồi chứ hả à, 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 không được rồi đáng lẽ mình phải hỏi cho rõ ràng tự nhiên lúc đó thang máy gặp sự cố hỏi chuyện gì à, tổ, tổ 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 trưởng ô đó hình như là cô ấy trước đây từng sống chung cô như vậy với em cái gì Đầu của em cũng không bị thương nặng sao nó bậy bạ vậy Hả Ba của trưởng phòng ô là giám đốc ô minh hô Em không biết chuyện này hay sao Từ khi sinh ra đã không thiếu cái gì rồi Được sống trong sung sướng Lúc nào cũng có người chống lưng ở đằng sau Cô cũng cô, cô như diễn cái gì chứ Có chắc không Có chắc cô ấy là con gái của giám đốc ô không Dĩ nhiên là chắc rồi Họ là cha con mới cùng làm thiết kế Cùng làm chung công ty <laughs> Em đừng đụng vào nhà đó Không có chuyện gì tốt đâu Nếu như em thấy trong người không sao Thì mau về đi Lo chuyện nhà cửa Quay lại anh Siro tiền sinh hoạt của nhà chúng ta có phải anh lấy đi không? Đó là tiền để mày đang học tiếng Anh đó. Sao anh có thể lấy đi mà không nói một tiếng chứ? Nè Hồng Đô, em vẫn không tin chồng của em sao? Anh từng nói không lâu nữa gia đình mình có thể trả hết nợ. Hơn nữa, còn có một căn nhà mới được sống sung sướng và chúng ta... Nhà mới? Không lẽ chúng ta sẽ dọn nhà sao? Chuyện tiền bạc em không cần phải lo. Anh còn nhiều chuyện phải làm lắm. Bây giờ đi trước đi. Mẹ à, có phải mẹ mới đi đâu về không hả? Có thật cô không biết nên mới hỏi tôi hay không vậy? Có phải dạo này cô giấu tôi, tham gia vào lớp huấn luyện nói dối có đúng như vậy hay không hả? Làm sao cô có thể chỉ cần đụng vào là lại nói dối giống y hệt như những cái máy bán nước tự động bấm vào là có lon nước vậy? Con đi thay đồ trước đi. Nước da. Yeah. Sao cô lại tới công trường hả? Có phải bây giờ cô vẫn đang đi tìm con gái mình có đúng vậy không? Ờ, sao sao mẹ lại hỏi những chuyện vô lý này nữa chứ vô lý, Ây trời, cô tưởng chỉ cần cô cứ phủ nhận thì tôi sẽ tin lời cô hay sao? Hả? Cho dù cô có giấu trong bụng mình, tôi cũng sẽ rạch bụng cô ra để tìm con bé cho mà coi. cứ đợi xem. <laughs> Lỡ như bà ấy phát hiện ra chuyện con bé sao von thì phải làm sao? Xem ra bà vẫn chưa biết là sao con Đức yeah. Dê à, Cô làm gì mà đứng thất thần ở đây vậy à, à, Đâu có gì Không có gì hết Cô ấy đang xem gì vậy Thiệt là tò mò quá đi Ôi trời đất ơi Người này là ai đây Chắc không phải đối tượng xem mắt của Trang Bin rồi Không lẽ Chính là đứa con riêng mà cô ấy luôn giấu manh hú Ôi, cô ly Hồng đô cô có sao gì đây cổ bị sao vậy cơm hay sao sức khỏe của cô sao rồi hả cô Hồng đô Cậu biết đây là gì đúng không? Cô như diện gâm Con búp bê mà ba chúng ta luôn để ở đầu giường đó. Cậu còn nhớ hay không? Gì mà cô như diện chứ? Tôi không biết cô đang muốn nói gì hết. Đừng cố gắng phủ nhận nữa. Cậu biết rõ mà. Tôi biết rõ chuyện cậu không thể ăn cá thu bởi vì cậu bị dị ứng với nó. Sau khi được nhận nuôi, cậu cũng đổi từ họ cơm sang họ ô luôn hả? Cô đi không Đô. Cô đừng ăn nói bậy bạ nữa. Làm ơn ra khỏi đây. Không đâu. Trước khi nghe được câu trả lời tôi sẽ không đi đâu hết. Bữa đó, ngày xảy ra tai nạn. Sao còn lại khóa cửa phòng của diện trưởng hả? Có phải để tôi và ba diện trưởng không thể ra ngoài hay không? Tại sao? Bởi vì tôi biết được bí mật đó hả? Sợ tôi nói ra, chuyện cơm hay Sa là con gái ruột của ba diện trưởng và sao con đã đi tìm ba ruột của mình hả? Ai là ba diện trưởng, ai được nhận nuôi chứ? Ba của tôi là giám đốc U Min Ho, mẹ là Han Chi Hê. Có cần tôi đưa giấy khai sinh cho cô coi thử hay không? Được thôi. Giấy khai sinh có tên cậu. Rồi vào năm 8 tuổi cậu đã đi học ở trường nào? Hãy đưa cho tôi xem rõ ràng đi. Nếu cậu không phải là Kim Hê Sang, không có lý do không thể đưa cho tôi. Nhưng mà cô chuẩn bị tâm lý đi. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho trưởng phòng im và cô Ly Hồng Đô đâu. Trước giờ đã có rất nhiều người nói những lời không hay về trưởng phòng im rồi. Bởi vì nghĩ cho cô Ly Hồng Đô nên tôi mới để cho anh ta tiếp tục làm việc mà thôi. Sao lại nói tới chuyện này? Rốt cuộc cậu có ý gì đi? Lúc nãy cô đã nói tới cô như diện cưng biết. Chỗ đó đã xảy ra một vụ tai nạn sập nghiêm trọng đúng không? Cô không biết nếu ở công trường mà nói tới chuyện sập Thì sẽ xảy ra chuyện không hay hay sao? Nếu như hai người Hôm nay không muốn làm việc ở đây nữa Tôi sẽ giúp hai người được tọa nguyện thôi Có phải Ý của cô là muốn đuổi chúng tôi không? Đó cũng là chuyện dễ hiểu Không có lý do gì để tôi đối xử tốt với hai vợ chồng của cô Trong khi bị cô sỉ nhục như vậy Có phải không? Không có chuyện gì đâu chỉ là tôi kích động quá thôi. Cô làm ơn đừng vì hành động của tôi mà ghét anh Siro. Thật lòng tôi xin lỗi cô nhiều lắm. Sự cố lúc nãy chắc làm cô sốc lắm, cô nên nghỉ ngơi vài ngày thì tốt hơn. Tôi thay mặt ba của tôi đền bù một chút tiền cho cô, tại vì sự cố xảy ra ở chỗ chúng tôi nên chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ giải thích rõ với phía nhà bếp Cô đừng lo gì hết cứ nghỉ ngơi đi Không cần đâu Làm sao tôi có thể nhận tiền rồi nghỉ ngơi chứ Tôi đã bất lịch sự quá mà Cái người tên Kim hay sang Sao cô lại muốn tìm người đó như vậy hả Theo như tôi thấy Ba của người bạn của tôi Đang bị con bé đáng chết đó Chiếm lấy làm ba của mình Con gái ruột thật sự là sao quân Nhất định tôi phải tìm thấy bạn của mình rồi nói với cậu ấy ma ruột cậu ấy vẫn còn sống tới chứng cứ tôi cũng đang nắm trong tay chứng cứ chứng cứ gì chứ nói chung là có thứ đó một thứ ba mẹ sao con nhìn thấy sẽ nhận ra sao con là con ruột thôi tôi đi trước đây không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ chuyện đã xảy ra ngày hôm đó nếu như sao quân biết được mọi thứ sẽ chính thức ờ này giám đốc Ly tự nhiên anh nói như vậy là có ý gì dù thấy rất có lỗi nhưng mà chuyện lần này hãy xem như chưa xảy ra ờ à, chúng tôi đã mua nguyên vật liệu đồng thời kết toán xong xuôi hết rồi giờ chỉ còn chờ thi công thôi không lẽ đã xảy ra vấn đề gì hay sao bây giờ anh có thể giảm một tỷ trong tổng mức dự toán được không à, theo như tình hình hiện tại tôi không thể nào giảm thêm được nữa nếu không thu chi sẽ mất cân bằng đã có một công ty có thể tiếp nhận công trình của chúng tôi với mức dự toán giảm một tỷ không thể có chuyện này nếu như giảm đi một tỷ, họ sẽ dùng vật liệu kém chất lượng, thời gian thi công công trình bị rút ngắn đi. Anh không thể có được một ngôi trường tồn tại hàng trăm năm, chuyện này không thể đùa giỡn cái được đâu. Cái gì mà đùa giỡn, cái này gọi là thực lực và kinh nghiệm. Đây là lý do tập đoàn bô gâm của nước ta càng ngày càng lớn mạnh được. Công ty anh nói là tập đoàn bô gâm có đúng vậy không? Tôi chỉ nói tới đây thôi. Nếu như thấy quan ổn quá, thì kiện đi tôi không tiếc đâu. Chuyện đại học San Hô xử lý sau rồi. Mọi chuyện đã được giải quyết thuận lợi. Vậy sao? Bây giờ tên Ô Minh Ho chắc là đang sốc tới nỗi nhảy dựng lên rồi. <laughs> Càng Man hù, xây dựng một ngôi nhà cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản. Rõ ràng anh muốn hủy hoại công ty của chúng tôi nên mới làm những chuyện này có đúng không? Uhm. Nguyên tắc mà anh nói tới là gì? Ngành xây dựng là hiện thực. Chỉ có người có năng lực mới có thể tồn tại thôi. Anh không đủ khả năng thì không thể làm được. Tại sao lại tới đây trách cứ chúng tôi? Giảm đi một tỷ trong tổng mức dự toán là một chuyện không thể nào thực hiện được. Không lẽ anh đang có ý định tạo ra một công trình mục nát như cô như diện gâm bít thứ hai sao? Người này, im đi nếu thế tức gì đã thua chúng tôi vậy thì anh mau ra ngoài thể hiện khả năng đi đừng có ở đây làm loạn như một đứa trẻ bảy tuổi với một người làm nghề mà không có lương tâm như anh suốt đời không thể tạo ra một kiến trúc tốt được nghe cho rõ đây sẽ có một ngày anh sẽ phải hối hận vì những chuyện mình đã làm với một kiến trúc sư lương tâm còn quan trọng hơn tính mạng của chính bản thân mình cho tới chết anh cũng không thể hiểu được đâu anh không thể xem một người là một kiến trúc sư giỏi khi người đó ngoài lương tâm ra thì không có thứ gì. Xem ra anh rảnh rỗi lắm mới chạy tới chỗ của người khác làm loạn như vậy. ha à, bây giờ tôi đang bận lắm. Mấy giờ rồi? Thư ký chô, làm gì vậy? Mau tiễn khách đi, mau lên. Anh đã quỷ hoại danh dự của kiến trúc sư Hàn Quốc chuyện lần này. Tôi sẽ báo cáo lên Hiệp hội Kiến trúc sư. Tôi sẽ khiến anh mất đi danh hiệu kiến trúc sư của mình cái tên khốn này nghĩ mình là ai mà dám ở trước mặt của tôi nói tới tư cách kiến trúc sư chứ chuyện này không được chút nào cho dù chúng ta phải chịu tổn thất đi chăng nữa cũng phải dành hết những dự án xây dựng của công ty hắn về đây tất cả dự án của mình hắn nghe chưa à. hả oh, ô nhất điều long nữa gì đây hả sớm lúc nào anh cũng thắng hết vậy anh đã dở trò gì Bảo nói tôi biết đi hả nếu anh không có tiền thì đi giùm tôi cũng tới lúc anh nên về nhà rồi tôi không muốn nhìn thấy anh phải cởi nhớ với đồ lót nữa đâu được rồi dù sao tối hôm qua tôi cũng đã thua hết tiền tiết kiệm bây giờ tôi không còn sợ gì nữa không còn đường để lui nữa rồi tôi bất chấp luôn trời ôi anh uh... còn gì để đặt cược luôn hả xe máy của tôi chiếc xe máy như mạng sống của tôi Chờ. hôm nay chúng ta hãy cùng xem thử ai sẽ sống tới cuối cùng hả bắt đầu đi ờ đứng lại đó ơ <laughs> ờ... À, anh phải giữ lời chứ Hả, à, đem chiếc xe của mình giao cho tôi đi Ê. đừng mà làm ơn tha cho tôi lần này đi tôi cầu xin anh bây giờ tôi còn phải trả góp 48 tháng nữa chiếc xe này còn quan trọng hơn mạng sống của tôi nữa làm ơn đi tôi đã đi rất nhiều nơi nhưng đây là lần đầu nhìn thấy một người lôi con cái vào sòng bài như anh á chuyện khác tôi không biết nhưng mà cái tay khốn kiếp đáng chết này của anh á tôi chặt đứt đi sẽ tốt hơn không được anh không được làm vậy mà nè đừng mà đừng mà buông <laughs> quay lại đi đừng mà nè Thế xe của tôi trả lại đây <laughs> gì đi cô đang ăn kìa xem ra cô ấy không phải là hay sang thì rồi cô ly hông đô cô nói không thích ăn cá thu nhưng mà mùi vị được không được đó món này làm vừa ăn lắm cần cho cô nhiều rồi ờ à. tôi chỉ cần chích một mũi là ổn sao nếu cô muốn tránh khỏi việc dị ứng với cá thu cô cần kết hợp chích thuốc và uống một số thuốc nữa Tôi đã nói rồi mà Đừng nghĩ tới chuyện ngồi không hưởng lợi Phát thảo xong mạng thiết kế thư diện chưa Cô đã chuẩn bị bài thuyết trình xong hết chưa hả Anh lái xe tới đây chỉ để nói với tôi chuyện này thôi đó hả Sao lãng phí xăng vậy Tôi cũng đâu có nói cô phải trả tiền xăng cho tôi đâu Mau trả lời câu hỏi của tôi đi Sao lại bàn xong chuyện khác Kiến trúc sư của Hàn Quốc không lẽ rảnh rỗi như vậy hay sao Hay là Kiến trúc sư của tập đoàn Bogum Không có chuyện gì phải lo hết đó Gì mà không có gì phải lo Đây cũng là dự án của tập đoàn Bogum mà nếu một người như cô làm không ra gì khiến cho chúng tôi phải mất mặt cuối cùng ai sẽ chịu trách nhiệm đây hả anh đã thích tôi rồi chứ gì <laughs> gì vậy trời tôi chỉ nói với cô mấy mấy câu mà cô đã tưởng tôi thích cô rồi hay sao nè nè à, càng chàng pin sao mày lại tới đây chứ Ôi, mất mặt quá. Trước đây anh từng nói bản thiết kế rất tốt mà sao giờ lại nói quỷ bỏ chứ? Alo. Alo. Lại có khách hàng muốn hủy hợp đồng hả? Anh không ngờ ảnh hưởng của Đại học San hô lại lớn tới như vậy. Xem ra từ ngày mai trở đi. Chúng ta phải tạm dừng thi công rồi. Không lẽ tình hình nghiêm trọng tới vậy hả anh? Theo những người ở Đại học San hô nói bản hợp đồng bí mật của chúng ta đã bị lan truyền không phải ngoài anh ra không còn ai biết về bản hợp đồng sao ngoài anh và hay sang ra thì không ai biết hết tôi sẽ đưa tài liệu này cho chú con cũng đã nghe được tin đồn bản hợp đồng chỉ có con và ba biết tự nhiên lại bị bại lộ chắc chắn trong công ty mình có gián điệp rồi ba mặc dù tự ý nghi ngờ người khác là không hay nhưng xem ra từ giờ mình phải cẩn thận hơn rồi Mặc dù quỹ hợp đồng là chuyện rất không công bằng Nhưng mà đó là ngôi trường mà hàng trăm ngàn sinh viên sẽ vào học Nói thật con không yên tâm một chút nào hết Trước hết Chúng ta phải tìm ra ai để để lộ bản hợp đồng Có thể nói đúng số tiền hợp đồng chắc chắn người này không phải là đơn giản đâu Con nghĩ ba nên bình tĩnh điều tra rõ chuyện này Cũng đừng tin con và sao quân luôn Có ai không? Có ai ở trong nhà không? Có ai không? Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi hay sao? Là lỗi gì hả? Không phải nói không muốn gặp lại sao? Sao lại tới tìm tôi? Tại con gọi điện mà không thấy gì bắt máy, mà cũng không thấy gì trả lời tin nhắn, nên con lo lắng lắm. Con chỉ sợ gì xảy ra chuyện thôi, con không biết lúc đó mình nên làm gì nữa. Tới bản thân của cô còn lo không xong, còn mày đặt lo cho người khác. Con là người rất thích lo chuyện bao đồng mà. Nhờ có gì mà con đã hoàn thành nhiệm vụ, tới bây giờ chưa gặp vấn đề gì lớn hết, mọi chuyện vẫn trong tầm tay. Con nghĩ mình nên tới để cảm ơn gì một tiếng. Không phải tôi giúp cô để nghe những lời này, nhưng mà con có thể hỏi gì một vấn đề có được không? Dì có biết cái người lần trước đã tới căn nhà này của dì tên là ma bông vô không? Người phụ nữ đó chỉ tới chỗ của tôi để mua tranh rồi sau đó ở lại mấy ngày thôi. Tôi không quan tâm chuyện khách hàng của mình tên gì. Mua tranh hả? Tôi phải giải thích rõ hơn sao? Tôi là người kiếm sống bằng việc mua bán tranh. Sao cụ ngốc vậy hả? Dì là người buôn bán tranh, sao lại hiểu biết nhiều về kiến trúc như vậy chứ? ba của tôi là một kiến trúc sư tôi cũng từng mơ ước được trở thành một kiến trúc sư nhưng từ sau khi ba mẹ mình qua đời tôi đã từ bỏ ước mơ của mình đã là chuyện lâu lắm rồi nếu ba mẹ của dì đã qua đời rồi còn người thân khác thì sao không còn người nào có thể lo cho dì hay sao sau khi ở nước ngoài một mình tôi quay về nước tôi có thể tự mình làm được hầu hết mọi chuyện chỉ có lúc làm việc cần phải di chuyển thì hơi bất tiện không biết cô có biết lái xe không con biết chứ con đã có bằng lái xe rồi và chưa từng gây tai nạn vậy thì lúc tôi cần đi tới chỗ khác cô làm thư ký của tôi được không dĩ nhiên tôi sẽ trả tiền lương cho cô đàng hoàng làm thư ký của gì ừ con con biết chúng ta không thân thiết mấy con đưa ra yêu cầu này thì có hơi quá đáng nhưng mà dì có thể cho con ứng trước ba tháng tiền lương có được không hả dì tại sao cô lại cần tiền hả thật ra con rất muốn đăng ký vào học ở trường kiến trúc nhưng lại không đủ tiền để đóng học phí con muốn dựa vào chính khả năng của mình cộng với lại kinh nghiệm mà con có được khi làm ở công trường tốt nghiệp một trường kiến trúc công nhận con người của cô phiền phức thật được rồi nhưng mà đừng nghĩ tới chuyện cô lấy được tiền rồi thì lười biếng đó chuyện đó là dĩ nhiên rồi con cảm ơn dì rất nhiều hôm nay nhìn thấy gì khỏe mạnh trong lòng con thấy yên tâm hơn với lại còn kiếm được học phí đúng là ngày may mắn của con đó mai <laughs> mốt nhất định con sẽ cố gắng giúp đỡ gì hết mình luôn lời hứa không nên tùy tiện nói ra nếu cô nói càng nhiều chắc chắn cô sẽ phạm phải sai lầm càng nhiều tôi là một người không thích sự ồn ào nên đừng nói nhiều quá vì khó chịu như vậy muốn tìm một thư ký riêng làm cho mình cũng không phải là chuyện dễ đâu đúng lúc con đang cần tiền nếu không thì con vì ghét nhất là người nói nhiều, có đúng không? Từ giờ con sẽ cẩn thận hơn ạ. À? Tên của tôi là... Hedersin. Chuẩn bị ra ngoài. Dạ. Cô nói mình đã lớn lên ở Mỹ hả? Tôi từng làm việc trong một phòng tranh ở New York. Không lâu trước đây gặp tai nạn giao thông nên đã về nước. Tôi rất vinh dự vì được gặp phu nhân. Bà ấy là phu nhân của tập đoàn GT, một người rất am hiểu về mỹ thuật. Có tin đồn nói là giới mỹ thuật của nước ta đều nằm trong phòng ngủ của phu nhân hết đó. <laughs> Theo như tôi thấy, những bức tranh mà phu nhân sưu tầm đều là những tác phẩm có giá trị. Hay bây giờ, phu nhân nghĩ tới chuyện đầu tư vào ngành nghề này được không? Bây giờ có nhiều họa sĩ chưa được biết tới, những tác phẩm của họ rất có giá trị. Tôi sẽ giúp phu nhân hết mình tôi nghĩ tôi với cô chắc sẽ rất hợp nhau à, <laughs> dạo này chủ tịch của chúng tôi bởi vì bô gum mà đang lo lắng không yên nếu tôi thành đề tại bàn tán của mọi người thì sẽ không hay cho lắm bô gum mà phu nhân nói có phải là tập đoàn bô gum hay không cùng làm chung một ngành nghề nhưng họ không lịch sự chút nào nghe nói là lần này họ đã cướp đi những dự án của công ty cung chun bi không biết sau này bọn họ sẽ dở trò với ai nữa đây không kể được Những thứ này là gì vậy? Ừ Ước mơ của bà Cũng là tương lai của Bo gùm Những gỗ thông cao cấp này đều là của bà hết sao? Dĩ nhiên rồi con đã nghe tới chuyện cung chun bi rồi đúng không? Nếu là cung chun bi không phải là cung điện bí mật thời chua sinh sao? Đúng vậy. Chúng ta sẽ dùng gỗ thông này xây cung chun bi tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Đây là dự án mơ ước của ông ngoại con để giúp ông ngoại con thực hiện ước mơ này mà ba đã đợi suốt 20 năm. Ba nói chúng ta sẽ dùng gỗ thông này xây dựng cung chun bi hả? Nếu không dùng gỗ thông cao cấp hơn trăm năm thì không thể xây cung điện được. Những gỗ thông cao cấp Nằm trong tay cô ba nhưng gỗ thông không hề có chút hư hại nằm trong tay ba càng manh hữu ba sẽ không bao giờ gục ngã à, bây giờ tranh bên con cũng vậy hãy để gỗ thông ở trong lòng Của con đi sao con bé này đi nhanh quá trời rồi không biết nữa để à, giờ để nhanh chóng lấy được tóc của nó mới biết được nó có phải là con của đức dê hay không nói ơi bị của mẹ về rồi hả ờ, ơ cục cưng của mẹ mẹ đang đi tới tìm cắt tóc hả hôm nay mẹ không còn tới nhà ăn sao tại hôm mẹ, nay nhà ăn sữa chưa sáu nên mẹ cũng được nghỉ luôn nó đã có con gái rồi hay sao sao mặt con lại vậy nếu có ai ăn hiếp con thì con cứ nói với mẹ con không phải dễ dàng bị người khác bắt nạt đâu mẹ la cho mẹ trước đi kìa ủa chị về rồi hả sao em lại cầm camera đi vòng vòng vậy hả tại bà nội cứ lén lấy hoài à có chuyện gì đây trời không phải chỉ có một đứa con mà là có tới hai đứa lận. nè nhỏ kia trời ơi mai quá bắt được cô rồi ha coi thử coi cô dám chạy à, đi đâu ha sao ngày nào cô cũng gấp mấy con à, hạt giấy vô dụng này hết trơn vậy à, nếu rảnh rỗi quá sao không dọn dẹp chuyện cắt tóc giùm tôi đi trời đất ơi không phải người phụ nữ đó chính là người đã xâm chân mày đáng sợ trước ơi, ơi lớn lắm rồi là mẹ đất trời, đất trời mẹ. hả Úi, trời đáng ghét Ôi, trời, trời, trời ơi huyết áp của mình gấp hạt giấy thì sao chứ hạt giấy mà mẹ con gấp nhìn đẹp quá trời hạt giấy có nuôi sống mấy người được không phải nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng mẹ chồng này chứ đó mới là chuyện mà cô nên làm mấy thứ vô dụng này lá gì chứ á, mẹ ơi mẹ ơi bực mình mẹ, mẹ bực mình quá dẹp đi dẹp đi dẹp đi ừ, Thế trời nói ơi lỗi. gia đình này biển sao vậy không tận có này. hai đứa trẻ vô cùng đúng là à? ừ. ừ, có người vô dụng gì rồi. biết tiền nếu con bé là con gái ruột thiệt thì họ sẽ lấy bao nhiêu đây xem ra không phải chỉ cho một số tiền nhỏ là họ sẽ đồng ý rời khỏi đây rồi <laughs> chúc mừng chúc mừng Wow. Dạ. Ồ, chủ tịch dạ, cũng vào là, làm à. hả mấy ông ba nhìn bên này chưa ngủ chưa rồi mấy ông ba nhìn bên này bên kia kìa nhìn bên này dạ cười lên dạ một ừ, tấm nữa, đó, một tấm nữa ừ. đẹp lắm <laughs> đẹp Đâu lắm xúc, đẹp xúc. lắm wow à. tình cảm quá đúng rồi tốt lắm cười lên <cười> đẹp, <cười> đẹp, đẹp lắm đẹp lắm Bà cứ tưởng làm xong hết rồi chứ Sao chỉ có Kim Chi thôi mà làm lâu dữ vậy Trời không lẽ Họ đã đem hết cải thảo trên đất nước này tới đây vậy hay sao vậy Bà nội à Sao bây giờ bà mới tới Con làm Kim Chi nhiều tới nổi Sắp thành người Kim Chi rồi chứ mau im đi Bà có nhiều việc tới nổi Mỗi một ngày không thể làm hết được đi nè Trời ơi Thằng kìa Bọn họ dám để mình ở nhà một mình Rồi ở đây vui vẻ làm kim chi với nhau Lúc nào họ cũng không để mình tham gia hoạt động hết Ôi mẹ ơi Mẹ mới vừa vào trong mà sao lại ra nhanh như vậy Cô chạy tới đây làm cái gì Muốn mọi người biết nhà mình loạn tới mức nào hay sao Ôi trời Tôi đã từng tuổi này rồi Còn phải tới một nơi như vậy Thiệt là mệt quá đi à Người nên lộ mặt không phải là mẹ mà là Đức Gia yeah. Nhưng mẹ cũng nên ở trong một chút chứ Hình đã chụp xong rồi, phóng viên cũng đi hết rồi. Còn có chuyện gì tôi phải ở bên trong nữa chứ. Thà quay về làm chuyện của mình còn hơn. Ôi trời, tôi đã ở cái tuổi chỉ nằm ăn kim chi không cũng đã mệt lắm rồi. Dạ, chúng tôi đang thiếu người rửa thao kim chi này. À, bà có thể giúp chúng tôi một chút được không? Tôi là người giúp việc ở đây hay sao? Hả? Thiệt tình cô vẫn còn trẻ tuổi đáng lẽ cô phải tự mình rửa mấy cái thứ này đi mới phải chứ tự nhiên cho một người già rửa đó phải thấy người già này nhúng tay vào nước lạnh cô mới vừa lòng hay sao con nhỏ mẹ này thiệt tình mẹ cô à, biết tôi à, là ai hay không vậy mẹ à, con nhỏ không biết trước biết à, sau này hả mẹ chứ, à vui đi mà Ê. Thế thiệt tình có thật con là đứa trẻ sống sót sau tai nạn ở cô nhi viện gumbit không phải Tại... tên của con cho hỏi tên của con là gì hả